Trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay thì sẽ muốn giới thiệu đến mọi người chương trình thi thử JLPT online miễn phí của Dũng Modi. Hai, còn một tháng nữa thôi đúng không? Khoảng chừng một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào kỳ thi chính thức JLPT rồi. Vậy thì để chuẩn bị hành trang cho kỳ thi thật, chúng ta sẽ Dũng Modi sẽ tổ chức một kỳ thi thử ở mỗi cuối tuần trong tháng 11 mọi người nhé. Trong tháng 11 thì mình sẽ có 5 đợt thi thử vào các cuối tuần. Mỗi đợt sẽ được tổ chức từ thứ 6 đến hết chủ nhật. Tức là các bạn sẽ được tham gia thi bất cứ khoảng thời gian nào trong khoảng thời gian từ thứ 6 đến chủ nhật. Các khoảng thời gian như ở trên màn hình này nhé mọi người nhé. Hay, mọi người cố gắng sắp xếp tham gia thi thử để đánh giá xem là phần kết quả học của mình thời gian qua như thế nào nhé. Ngoài ra trong phần thi thử này thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có bảng xếp hạng để xem là các mức độ điểm của các bạn học của mình ở đâu đúng không? Hoặc là xem là mình đang đứng ở đâu này. Ngoài ra thì cũng sẽ có phần biểu đồ kết quả theo từng kỹ năng để chúng ta có thể nhìn một cách tổng quan đánh giá theo từng kỹ năng của chúng ta, xem số điểm nào của chúng ta đang tốt và chỗ nào đang chưa tốt để mình có thể cải thiện sớm nhé mọi người nhé. Và tiếp theo một phần nữa đó là ngay sau khi các bạn thi xong thì mọi người có thể xem lại ngay phần đáp án sau bài thi. Và một phần cũng rất là một cái tính năng cũng rất là hay nữa, đấy là mọi người có thể theo dõi kết quả và so sánh các kết quả của mình qua từng đợt thi theo biểu đồ như này mọi người nhé. Theo biểu đồ như này để mình đánh giá xem là phần kết quả của mình qua các lần thi có tăng lên hay giảm xuống hay không. Ok không ạ? Hay. Rồi, đó là phần thi thử của Dũng Modi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau vào luôn nội dung livestream ngày hôm nay. Nội dung livestream ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ có nội dung đó là tiếp sức mùa thi JLPT với level đó là gì ạ? N3, N2 và N1 mọi người nhá. N3, N2 và N1. Hay, phần từ vựng buổi ngày 20 nhá mọi người nhá. Buổi số 20 rồi ạ. Chúng ta đã cùng nhau đi chúng ta đã cùng nhau đi một cái chặng đường khá là dài trong cái chuỗi series livestream này rồi đúng không? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào câu đầu tiên. Câu số 61. Chúng ta có câu số 61 ở level khoảng N3 nha mọi người nhá, khoảng N3. Kono saki michi ga 2 tsu ni wakarete imasu ga, docchi no nanyani ni ike ba ii desu ka? Số 1 là gì ạ? Tochi. Số 2 là muki. Số 3 là chihō và số 4 là hōkō desu ne. Hoko. Rồi có bạn Japan Store, bạn ấy đã comment đầu tiên đó là đáp án số 4 là Hoko với nghĩa là phương hướng đúng không ạ? Hay. Rồi Nha Sang cũng chọn 4, Song Hỷ cũng chọn 4. Có vẻ như là tất cả mọi người đều chọn đáp án số 4 rồi đúng không? Ok, hay. Vậy thì câu này chắc là sẽ không còn nghi ngờ gì nữa đúng không ạ? Câu này chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 4 nhé mọi người nhá. Hoko ở đây là hướng hoặc mình dịch là phương hướng đó. Cả câu này là gì ạ? À, cái đoạn phía trước thì làm sao nó được chia ra làm hai nhánh, tức là chia ra làm hai con đường á, hai hướng đi á đúng không? Nên là tôi đi về hướng nào thì được bây giờ? Thì tôi nên đi về hướng nào bây giờ á, đúng không ạ? Hay. Ok. Rồi còn ba đáp án còn lại thì sẽ có nghĩa như thế nào? Tochi là đất đúng không ạ? Số 2 là muki, danh từ cộng với muki đúng không? Nó sẽ là phù hợp với cái gì đấy, phù hợp với cái danh từ gì đó đúng không? Và số 3 là chihō, chihō thì dịch là vùng nhá, hoặc có thể dịch theo cái Hán Việt là địa phương cũng được, tùy theo cách dịch của chúng ta vào trong từng câu nha mọi người nhá. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 62. Câu số 62 ạ. Asa kara nani mo tabete inai kara onaka ga nanani da. Bụng như thế nào nhỉ? Bụng như thế nào? Số 1 là fura fura, số 2 là pika pika, số 3 là pera pera và số 4 là peko peko. Rồi, Mai Sang chọn 4 là peko peko. Long là 4, đói mèo. Đấy, Thịnh Sàng cũng 4, mọi người đều chọn được đáp án số 4 là Peko Peko đúng không ạ? Từ sáng giờ tôi chưa ăn gì cả nên bụng rất là đói, bụng đói meo luôn đúng không? Ok, Peko Peko nhá, là đói meo. Rồi, từ sáng giờ tôi chưa ăn gì cả thế nên là bụng đói múc meo lên rồi đúng không? Hay. Rồi, Hân Hân Sàng cũng chọn 4 ạ. Vậy thì ba đáp án còn lại của chúng ta sẽ có nghĩa là gì mọi người biết không ạ? Số 1, Fura Fura. Fura Fura là chóng mặt đấy mọi người, choáng váng nhá, choáng váng. Số 2 là pika pika, khi mà chúng ta lau cái gì đó một cách sáng loáng ấy nhá. Rồi, lau rửa cái gì đó lấp lánh, nó sáng loáng, sáng bóng lên á. Số 3 là pera pera là trôi chảy, lưu loát, như kiểu là chúng ta nói một cái ngôn ngữ nào đó một cách trôi chảy, một cách lưu loát chẳng hạn. Ok. Chúng ta bước tiếp sang câu số 63. Câu số 63 có gì ạ? Mazushikatta shounen ga 社会で成功するという何々の映画を見た. Số 1 là 文学, số 2 là 作文, số 3 là 書物, và số 4 là 物語.
Chúng ta có thể chọn đáp án số mấy điền vào chỗ trống để có một câu hoàn chỉnh ạ? Đã xem một bộ phim như thế nào đấy đúng không? Rồi, Long Sàng chọn 4 là Monogatari với nghĩa là câu chuyện ạ. Song Hỷ cũng 4. Hình như từ nãy giờ toàn đáp án 4 hay sao nha mọi người? Phải không? Monogatari desu ne. Rồi, ok, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số 4 mọi người nhá. Monogatari là câu chuyện. Tôi đã xem một bộ phim về câu chuyện như thế nào ạ? Đây là cái nội dung của câu chuyện đúng không? Câu chuyện mà một thiếu niên rất là nghèo khó đã thành công ở Shakai, ở ngoài xã hội. Tức là một thanh niên nghèo vượt khó đã và bây giờ đã thành công ấy, kiểu vậy đúng không? Rồi, bungaku là gì ạ? Là văn học nhé mọi người nhá. Bungaku là văn học ạ. Số 2 là sakubun. Sakubun nó là cái bài văn, thường nó sẽ nói về cái bài tập làm văn ấy nhá. Số 3 là shomotsu. Shomotsu nói về sách vở thôi. Sách vở, những cái từ này thì ít dùng nhá. Bình thường chúng ta sẽ dùng cái từ hôn thôi đúng không nào? Ok. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 64 mọi người nhá. Câu số 64 ạ. Kono ko netsu ga takatte sugoku nani ni da yo. Sugu isha ni tsurete iko. Đúng nào? Số 1 là tsuraso, số 2 là minikuso và số 3 là nigaso, số 4 là kurushimiso. Ở đây đều là các tính từ đúng không? Tsurai này, minikui này, nigai này và kurushi. Rồi. Duy Thịnh chọn 1 ạ, 1 là tsuraso. Tsuraso. Japan chọn 1 ạ. Rồi cuối cùng đã thoát khỏi ách đô hộ của đáp án 4 đúng không? Chuyển sang đáp án khác rồi. Bảo Long 1, Công Bình 1, Song Hỷ cũng 1 luôn. Toàn 1 thế này thì chắc chắn không thể nào mà sai được nữa rồi. Quân Sàng cũng chọn 1, Hàng Sàng cũng chọn 1 luôn. Hay. Tsurai là gì ạ? Tsurai là cái sự khó chịu. Đúng không? Khó chịu. Rồi. Đứa bé đúng không? Đứa bé này thì làm sao? Nó sốt cao quá. Và sugoku tsuraso dayo. Và trông nó có vẻ đúng không? Tsuraso mà. Trông có vẻ rất là khó chịu rồi đấy. Đúng không? Thế nên là hãy lập tức dẫn nó đi bác sĩ đi. Ok chưa? Rồi nhá. Thì nó sẽ thể hiện cái sự khó chịu đúng không nào? Số 2 là minikui. Minikui là gì? Là khó coi, ý là xấu đấy. Đúng không? Số 3 là nigai. Nigai thì là đắng này. Số 4 là kurushi. Kurushi là sự vất vả, khổ sở nhá. Ok. Đấy, tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 65. Câu số 65 là gì ạ? Sanji kara kaigishitsu de atarashii kikaku no nanani o shimasu. Số 1 là machiawase, số 2 là kumiawase, số 3 là toiawase và số 4 là uchiawase. Hang-san chọn 3 là toiawase ạ. Hyun-san chọn 4 ạ. Hang-san đổi lại đáp án số 4 rồi. Uchiawase đúng không? Vừa mới có một câu chuyển sang đáp án 1 xong, bây giờ lại quay lại đáp án 4 ạ. Có vẻ như là đáp án số 4 rồi đúng không? Cookie cũng chọn 4. Hai. Ok, uchiawase nhá, là một cái cuộc họp, một cuộc trao đổi nào đấy. Vậy thì từ 3 giờ đúng không? Từ khoảng 3 giờ trong cái phòng họp kia thì người ta sẽ tiến hành trao đổi họp về cái kế hoạch mới nhá, kế hoạch mới. Rồi, còn đáp án số 1 thì sao ạ? Machiawase là cuộc hẹn nhá, hẹn gặp mặt ạ. Rồi số 2 là kumiawase là cái việc mình lắp ghép, mình kết hợp nó lại với nhau đúng không? Số 3 là toiawase là hỏi, đặt câu hỏi ạ nhá. Ok, tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 66. Rất là dễ. Nhưng đừng để bị nhầm. Đúng không? Cố gắng không nhầm câu này nhá. Kōen no nanani o magattara eki ga miemasu. Rẽ gì gì đấy, công viên thì sẽ thấy cái nhà ga đúng không? Sẽ thấy nhà ga. Rẽ ở đâu ạ? Hashi, sumi, kado và naka. Rẽ ở chỗ nào được nhỉ? Bạn Japan chọn đáp án số 3 là kado. Công Bình chọn 4 là naka. Dịch thử tiếng Việt lên xem có thuận không nhá. Dễ nhầm là lạc đường đó. Nguyễn Quân chọn 3 kado. Bảo Long 3 là góc. Ok. Còn ai nữa không ạ? Nào bây giờ xem, chúng ta xem là sẽ rẽ ở đâu nhá. Ok, rẽ ở góc. Cái chỗ góc ấy. Đúng không? Đây là cái công viên đúng không? Thì có một cái con đường ở đây thì người ta sẽ rẽ ở cái góc này. Cái góc này đúng không? Cái góc này. Thì người ta bảo là người ta sẽ dùng cái từ kado. Rồi, kado nhá. Được chưa? Rẽ ở cái góc chỗ công viên ấy thì sẽ thấy cái nhà ga, tức là người ta đang chỉ đường ấy mọi người, đang chỉ đường, rẽ ở cái chỗ góc công viên cái kia thì sẽ đi tới nhà ga, sẽ thấy cái nhà ga. Được chưa? Còn số 1 là gì ạ? Hashi, hashi là cái mép đúng không? Mép lề đường á.
Số 2 là Sumi. Sumi này cũng là góc nhưng nó không phải là cái góc ngoài này mà nó là cái góc bên trong này, như kiểu cái góc nhà ấy mọi người. Nhá, cái góc nhà hay còn gọi là cái xó nhà. Rồi, con số 4 là Naka. Dễ ở trong công viên thì không hợp lý rồi đúng không? Dễ trong công viên thì nó sẽ có ai đi chỉ đường mà dễ trong công viên không? Không nhá. Rồi. Ok. Hai tiếp theo chúng ta đến với câu số 67 này. Câu số 67 ạ. Ichokenme doryoku shite kitara, ashita kara sensei no nani ni ga kini naru. Vì là thế nào đấy nên là ba chấm đúng không? Số 1 là gì ạ? Hyouka. Số 2 là hyoban, số 3 là hyoten và số 4 là hyoketsu. Nhớ là nếu mà từ nào đó mình không biết thì mình hãy sử dụng phương pháp loại trừ nha mọi người nhá. Mình loại trừ bằng những cái đáp án mà mình biết ạ. Được chưa? Đến câu này thì nó đã chuyển sang tầm N2 rồi nhá mọi người nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng ôn phần từ vựng của N3, N2 và N1. Đoạn đầu là N3, đoạn giữa sẽ là N2 và cuối sẽ là N1 nha mọi người nhá. Có bạn Hưng trả lời bằng số 1 rồi là hyouka desu ne. Hyouka ga kininaru. Sensei no hyouka ni. Sensei no hyouka ga kininaru. Có bạn Huy cũng chọn 1. Hưng rằng có comment với nghĩa là đánh giá này. Mai rằng chọn 1, bạn Japan chọn 2. Rồi đang phân vân 1 2 rồi đúng không? Đang thấy phân vân 1 2 rồi, đều dịch là đánh giá. Minh Thí chọn 1 nào. Song Hỷ chọn 1. 2. Ok. Đấy chưa? Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 1 hyouka mọi người nhá. Hyouka ga kininaru. Đánh giá của ai ạ? Của sensei. Quan tâm đúng không? Tức là vì là tôi đã rất là nỗ lực, rất là cố gắng rồi nên tôi rất là quan tâm, rất là để ý tới ấy. Quan tâm đến cái phần đánh giá của cô. Thực ra cái phần hyouka kia nó đánh giá về gì ạ? Đánh giá về điểm số nó là cao hay là thấp ấy. Đánh giá cao hay là đánh giá thấp. Đó. Còn cái từ hyouban này nó cũng có thể dịch bằng cái từ tiếng Việt là đánh giá. Nhưng nó sẽ mang cái ý là đánh giá tốt hay đánh giá xấu, thường nói về cái gì ạ? Đánh giá về cái việc là một cái gì đó nó có nổi tiếng hay không, nó có tốt hay không, nó có danh tiếng hay không. Nhá. Rồi, thường là những cái comment những cái bình luận của mọi người về một cái cửa hàng, một cái chỗ bán đồ ăn, một cái địa điểm nào đó chẳng hạn ấy, đúng không? Còn hai cái dưới thì thường hai cái dưới thì chắc là mình sẽ có thể dễ dàng loại bỏ rồi đúng không? Nhìn đã thấy lạ lạ rồi. Hyouten. Hyouten là số điểm nhá, là điểm số để đánh giá về thành tích. Còn số 4 là hyouketsu. Hyouketsu. Hyouketsu nó là cái phần gọi là cái phần thẩm định, kết quả thẩm định của hội đồng xét xử ấy nhá. Nhưng mà nó sẽ không phải là cái kết quả cuối cùng mà người ta sẽ tuyên bố trước tòa, chỉ là cái phần trao đổi giữa hội đồng xét xử thôi nhá. Và câu số 68. Câu số 68 của chúng ta là 私の大切な服を妹が勝手に着ていってしまったので何々に着ている。Đây là một cụ nhá mọi người nhá. Đây là một cụ. Rồi. Sẽ là 顔に着ている hay là 腹に着ている頭に着ている hay là 心に着ている。Rồi, Japan, bạn ấy chọn đáp án số 2. 腹に着ている là tức giận. Đúng chưa? Có phải là 腹に着ている không? Hay là 腹 nó phải đi với cái khác? Nhĩ. Đi với cái đuôi nhĩ kì tê đự, nhĩ kì cự ấy, thì nó sẽ là cái gì để thể hiện cái nghĩa là tức giận á, đúng không? Rồi Long Sang chọn đáp án số 3 là atama. Hằng Sang chọn đáp án số 1 là kao. Tầm này là kiểu không biết là mình hên xui nha mọi người nhá. Không biết thì mình hên xui được không ạ? Hưng Sang chọn 3 là kao, là atama. Phiên Sang cũng 3 này. Song Hỷ chọn 2. Ok. Phương Sàng chọn 3 đúng không nào? Đáp án của chúng ta là đáp án số 3 mọi người nhá. Là atama ni kiku. Atama ni kiteru. Nó là tức giận. Nó sẽ bằng với cái hara ga tatsu. Được chưa? Hara ga tatsu cũng là tức giận, cũng là cáu đấy. Đúng không? Nhưng mà cái cách dùng của nó khác nhau nhá. Khác nhau. Rồi, hai cụm. Ok. Rồi, những cái khác kết lại là không có nghĩa thôi, mình sẽ bỏ qua. Câu số 69 ạ. Câu số 69. Ano hito wa kuchi ga nanani kara shinyou dekinai. Cái này thì chắc là dễ. Câu này thì dựa vào ý nghĩa của từ vựng cũng biết được đúng không? Câu này có ăn điểm nha mọi người nhá. Mặc dù N2 nhưng khá là dễ này. Số 1 là katai, số 2 là akarui, số 3 là kitsui và số 4 là karui. Cái người đó thì kuchi như thế nào đấy và shinyou dekiru và có thể tin tưởng được, đáng tin đúng không? Đáng tin. Hương Mai chọn 4 ạ. Kuchi ga karui. Hàng Sang chọn 4 ạ. Khá đuôi là gì? Về đuôi của nó là gì? Shinyo dekiru mà. Có phải là shinyo dekinai đâu mọi người. Đúng không? Có thể tin tưởng được mà. Thì mồm miệng phải như thế nào mới tin tưởng được đúng không? Hiền Sang cũng chọn 4 này. Song Hỷ 4 này.
Nhầm đúng không? Nhầm đoạn đuôi sau đúng không? Máy nhỏ, mọi người lại đi. Cái người đó mồm miệng như thế nào mà có thể tin tưởng được? Ừ, mọi người hiểu ngược rồi, nhầm rồi. Đúng rồi. Trong này có một cặp trái nghĩa nhau, một cái là kín mồm kín miệng, một cái thì là ba hoa đúng không? Tức là bếp xếp đấy, hay nói đấy. Thì nó sẽ là cái gì nhỉ? Rồi, chỗ này dễ nhầm ha. Quay xe một à? Ok, quay xe lại nhá, quay hết lại nào. Quay cả tay nhá mọi người, tay cứng. Cứng. Ừ, tức là cậy mồm không ra ấy, ngậm chặt mồm ấy, cứng mồm đúng không? Rồi, tức là rất là kín mồm kín miệng, giữ mồm giữ miệng, được chưa? Đấy, thế nên là sinh nhô thì kỳ có thể tin tưởng được, được chưa nào? Còn akari là gì ạ? Akari là sáng sủa. Sáng sủa, nhá, nghĩ đen nghĩ bóng đều được. Số 3 là kitsui, kitsui là chật hẹp, cái này đơn thuần có nghĩa là chật hẹp thôi, không gian chật hẹp hoặc là quần áo chật, nhá. Chứ nó không ghép với cái từ kitsui này. Còn cái đáp án số 4 mà mọi người đã chọn là cái từ kadơi này. Mồm rất là nhẹ, đúng không? Mở cái là ra, cậy cái là ra, tức là hay vết xếp, bao ma vết xếp nhá. Nên là số 4 đã sai, được chưa? Chúng ta sẽ có đáp án số 1. Ok, rồi hy vọng là trong kỳ thi sắp tới nếu gặp câu này thì mọi người sẽ làm đúng nhá. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 70. Ookina screen ni kanojo ga nanyani to kaijo no achikochi kara wow, kire to toyu koe ga agatta. Số 1 là utsuru, số 2 là utsusu, số 3 là utsuru, số 4 là utsusu, chỉ khác kanji thôi đúng không? Là một cặp tha tự ạ. Một cặp tha tự. Ở đây chúng ta cần xác định kanji trước, sau đấy thì xác định xem là cái nào tha, cái nào tự và điền vào là được đúng không? Okina screen, screen. Là screen là cái gì ta, cái màn hình á mọi người. Cái màn hình. Hưng rằng chọn đáp án số 2 là utsusu. Nhớ là tìm tự động từ nha. Tự đi với gá, tha đi với ố nha. Thành chàng chọn một là utsuru này. À, Hiền Hiro chọn ba cũng là utsuru nhưng mà là chữ di trong di chuyển. Thịnh Giang chọn ba, Song Hỷ chọn một, Minh Châu chọn ba, bạn Japan chọn một, Bảo Long chọn một. Nào phân biệt hai chữ Hán này nào. Chữ này trong chữ ega ấy, đúng không? Chữ này trong chữ ido đấy, di chuyển á. Rồi Bảo Long chọn một, Minh Châu chọn ba. Hàng sàn chọn một, ok. Đáp án của chúng ta là đáp án số 1 nhé mọi người nhá. Utsuru là chiếu ạ. Được chiếu lên ạ. Được chưa? Được chiếu lên. Thì đấy. Khi mà cô ấy được chiếu lên trên màn hình lớn. Được chưa? Tức là khi mà hình ảnh của cô ấy được chiếu lên trên màn hình lớn á. Thì. À. Khắp hội trường đúng không? Khắp hội trường đều đều vang lên tiếng là ồ xinh thế kiểu thế đấy chưa ừ. Rồi nhá utsuru là được chiếu lên còn utsusu thì nó là tự động từ à nó là tha động từ đúng không là chiếu lên chiếu sáng lên còn à chiếu lên nhá chiếu lên số 3 utsuru cái chữ này là cái chữ di trong di chuyển nhá mọi người nhá di chuyển utsuru hoặc nói về cái việc là bệnh nó lây sang ấy cũng dùng được ừ. Còn cái này là tự gá đúng không cái là tha ố thì mình sẽ phải loại bỏ đáp án 3 và đáp án 4 ngay từ đầu bởi vì là cái chữ Hán nó không phù hợp rồi. Mình chỉ cần xác định tha tự ở câu 1 và câu 2 là chúng ta đã có đáp án đúng rồi đúng không? Ừ, ok nhá. Thì coi như là chúng ta ôn lại được hai chữ Hán được không nào? Rồi, ok thì vẫn như thường lệ đấy là nội dung khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc thì cũng đã sắp khai giảng rồi còn khoảng một tuần nữa chính thức khai giảng vào ngày 4 tháng 11 nhá mọi người nhá. Level N3, N2, N1 thì mọi người có thể nhanh tay đăng ký để luyện đề cùng với Dũng Ngôi đi. Chúng ta sẽ có 12 buổi chữa đề và tổng hợp tất cả các cách làm của từng dạng đề nhé mọi người nhé. Từng dạng đề ưu đãi thì có tặng một bộ ebook và một khóa luyện đề trên khóa online trị giá 900.000 đồng. Cam kết đỗ, không đỗ được học lại. Ok chưa? Hay. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần tiếp theo luôn, câu số 71. 71 ạ. Chuu den o nogashite nanyani subemonaku eki no home ni suwarikonda. Tầm này là sang đến khoảng N1 rồi đấy mọi người nhé. Khoảng N1 rồi và đây sẽ là một cụm từ chứ không phải là lấy một từ vựng này đâu. Nếu mà từ vựng tách lẻ như thế này thì nhìn trông khá là dễ đúng không? Thế nhưng mà từ nào ghép với cái trên này để tạo thành một cụm có nghĩa. Rồi tiếp sang chọn 3. Natsu, đúng nào? Natsu subemonaku. Bảo Long 3, Phi Phong 3. Được chưa nào? Ok. Đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 3 nhá. Natsu. Natsu kotomonaku. Nó sẽ là chẳng còn cách nào khác ấy. Cũng chẳng còn cách nào khác đúng không? Ừ.
Ở đây là mình bỏ lỡ mất chuyến tàu điện cuối cùng và không còn cách nào khác nên là mình đã ngồi phệt xuống cái sân ga ấy, kiểu ngồi xuống một cách chán nản, buồn, thất vọng ấy, thôi xong rồi ấy, kiểu vậy nhá. Rồi thì đây nó là một cụm thì mình sẽ nhớ cả cụm luôn. Ok. Hay, tiếp theo chúng ta đến với câu số 72. 72 là gì ạ? Bốn từ vựng cũng khá là dễ đúng không? Xin xe hình khai hát nó kỳ đông gà Xì đai ní nét tư ô Nani nani. Rồi, số 1 là nó bí đự, số 2 là á bí đự, số 3 là xá bí đự và số 4 là ô bí đự. Chúng ta sẽ có cái cụ đó là nét tư ô nani nani. Từ nét tư này sẽ đi với từ gì ạ? Đề thì khá là dễ rồi đúng không? Cái việc tranh luận về cái việc khai thác hay là phát triển sản phẩm mới thì dần dần thế nào đó nhiệt. Hai bạn Japan chọn 2 là abiru. À, thầy Lôi Bảo chọn 4 là obiru. Hà Nông chọn 2 abiru đúng không? Vũ Khánh 2 ạ. À, lên cao chào rồi. Ok. Ai đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 4 mọi người nhá. Obiru đúng không ạ? Obiru. Netsu o obiru. Obiru này bản chất nghĩa của nó là có hay là mang theo cái gì đấy đúng không? Ừ. Có nhiệt, mang theo cái nhiệt, tức là nó đang tức là nó sẽ có thể sử dụng được cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có thể nói về việc là sốt và nhiệt độ cao. Nhá, sốt cao ấy, hoặc cũng có thể sử dụng cho cái bầu không khí rất là nóng. Đấy, ừ, đang lên cao trào giống như bạn Long có comment á, được chưa ạ? Con số 1 là nobiru đúng không? Nobiru là cái gì đó nó dài ra, cái gì đó nó tăng lên. Ừ. Số 2 là abiru, shawa o abiru là tắm hoa sen đúng không? Ừ. Số 3 là sabiru là han dỉ, dỉ xét, những cái sắc của chúng ta nó bị han dỉ á nhá. Đấy, tiếp theo câu số 73. Shinryusei no kare wa kurasu ni nanyani noryoku o shita. Số 1 là ikikomu. À, số 2 là nomerikomu. Số 3 là sashikomu và số 4 là tokekomu. Huyền Sáng 4, Bảo Long 4. Hòa nhập ạ. Hai. Ok chưa? Rồi đáp án của chúng ta là đáp án số 4 nhé mọi người nhá. Tokekomu, hòa nhập đúng không? Tức là cái bạn học sinh mới đó thì đã nỗ lực trong việc hòa nhập với lớp. Ừ, hòa nhập với lớp, được chưa? Rồi. Còn số 1 là gì ạ? Ikikomu. Ikikomu là cái sự hăng hái đúng không? Hăng hái hay là cái sự hứng thú gì đó. Số 2 là nomerikomu. Là cái sự mải mê, chìm đắm trong cái gì đấy nhá. Và số 3 là sashikomu. Sashikomu thì là có thể mang cái nghĩa là chiếu sáng này, ánh sáng nó chiếu vào hoặc là cắm cái gì đó vào, nhét cái gì đó vào. Được chưa? Rồi, hãy. Dạ, tiếp. Câu số 74. À, katakana. Butsu no uwasa hanashi o shitei tara nanyani waruku. Cái gì đó waruku đúng không? Ừ, honnin ga yatte kita. Sang katakana thì sẽ hơi khó hơn một chút xíu đúng không? Tiếp sang chọn 4 ạ. Timing nhé, timing 悪く 本人が やってきた. À, Khánh Sàng chọn 4, Bảo Long chọn 1 là thu hút. Mình kết hợp với nội dung của nó đi, tức là mình đang kiểu đang buôn về cái tin đồn của anh trưởng phòng ấy, đúng không? Đang nói chuyện gần như là kiểu nói xấu sau lưng người ta ấy. Không hẳn là nói xấu nhưng nói về cái tin đồn của người ta đúng không? Thì 本人, tức là đương sự ở đây chính là cái anh bưu trồ này, anh ấy làm sao? Anh ấy tới. Thì cái chỗ giữa kia nó phải là cái gì? Đúng không? Hiền Sáng chọn 2. Swimming. Hà Nông chọn 4. Ok. Rồi, đúng lúc ấy đúng không? Kiểu đen ấy. Timing. Và được. Timing gà y. Timing và được. Timing gà y thì nó sẽ là đúng lúc. Tức là mang cái nghĩa tích cực. Còn timing gà và được. Nó sẽ là kiểu không đúng lúc ấy. Đen ấy. Đúng không? Cũng có thể dịch là đúng lúc nhưng mà đúng lúc mang nghĩa nó tiêu cực. Được chưa? Đúng lúc mang cái nghĩa là tiêu cực. Đúng lúc cái ông trưởng phòng ông ấy đang đi ở đằng sau, ông đang đi đến thì ông nghe thấy, đúng không? Mấy đứa đang bàn tán xôn xao. Ok. Rồi. Đấy. Rồi, timing là cái sự duyên dáng đúng không? Ừ, duyên dáng. À, số 2 swimming là bơi này, bơi nội. À, còn số 3 là naming là đặt tên nhé mọi người nhá. Đặt tên. Ok. Câu số 75. 社会における何々に対する
Kangai wa kawari tsutsu aru. Rồi số 1 là Zenta. Số 2 là Fainta. Fainta. Số 3 là Shirinda. Số 4 là Burenda. À cái chữ này nó cái này nó hơi dài nhá. Nó là trường âm đấy mọi người. Trường âm này nhưng cái này ký tự nó hơi bị cái gì đấy, cái suy nghĩ đúng không, cái suy nghĩ, cái quan điểm đối với gì đấy ở trong công ty, ở trong xã hội, ở trong xã hội thì đang dần dần thay đổi về giới tính đúng không? Ok, về giới tính nhá mọi người nhá, giới tính tức là cái sự phân biệt giữa nam và nữ nó đang có chiều hướng thay đổi rồi, không còn nặng nề về cái việc là trọng nam khinh nữ như ngày xưa nữa chẳng hạn đúng không? Rồi số 2 là phanh đà. Phanh đà thì sẽ là gì ạ? Phanh đà là cái kính ngắm ở trên cái máy ảnh của chúng ta nhá. Chỗ để mà chúng ta ngắm để chụp ảnh ạ. Số 3, Shirinda. Shirinda thì nó là cái ổ khóa mà có thể đút được chìa vào nhá, chứ không phải loại ổ khóa mà không có chìa đâu. Số 4 là Burenda. Burenda có thể hiểu là cái máy xay nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 76. 76. Rồi câu này thì dễ. Nhìn thấy chữ Hán là nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Đúng không? Olympic để kim medal o nanyani suru. Số 1 là kaktoku, số 2 là nattoku, số 3 là shotoku, số 4 là settoku. Nhìn chữ Hán có thấy dễ hẳn không mọi người? Dễ hẳn luôn đúng không? Long sang 1 là đạt được. Rồi, hay. Hà Nông chọn 2 là nattoku. Huy Phong chọn 1 là giành được. Hiền sang 1, Khánh sang 1. Hương sang cũng 1. Ok, 1번 desu ne. Kakutoku. Giành được đúng không nào? Ý là giành được huy chương vàng trong Olympic. Tôi sẽ giành được huy chương vàng trong Olympic, đúng chưa? Rồi, nattoku là hiểu đúng không? Hiểu. Số 3, shotoku. Shotoku nó là cái thu nhập nhá, thu nhập. Số 4, settoku là thuyết phục. Thuyết phục. Ok. Rồi, tiếp theo câu số 77 vẫn là kanji. Vẫn là kanji, vẫn dễ đúng không mọi người? Kaisha no pasokon ga virus ni nanyani shita you desu. Số 1 là kangeki. Số 2 là kanjo, số 3 là kansen và số 4 là kankaku. Hanong 3 kansen, rồi Bảo Long 3 bị nhiễm. Diệp sang 3 kansen desu ne. Khánh sang 3. Nhan sang cũng 3. Chúng ta chỉ cần biết cái con này này, virus đúng không? Con virus. Virus. Thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án rồi. Linh sang 3 này. Hằng sang 3. Hanong 3, Trịnh Vũ 3, Hiền sang 3. Ok. Hai, sang bằng, des, kansen, truyền nhiễm đúng không mọi người, truyền nhiễm. Tức là dường như là, hình như là máy tính của công ty thì đã bị nhiễm virus hết rồi, đã nhiễm virus hết rồi. À, đúng không? Ok. Kangeki, cảm kích, cảm động, xúc động đó đúng không? Số 2 là kanjo là cảm tình này, và số 4 là kankaku là cảm giác. Ok. Corona kansen nè. Câu số 78. 78 ạ. Nani na. Ego setsume arigatou gozaimasu. Câu này chắc là nghe nhiều đúng không mọi người? Câu này chúng ta nghe nhiều rồi. Cảm ơn cái phần giải thích như thế nào đó của anh, giải thích như thế nào ạ? Số 1 là meisai, số 2 là sensai, số 3 là shousai và số 4 là bisai. Huyền sang 3. Shousai desu ne, Khánh sang 3. Giải thích chi tiết. Giải thích một cách như nào? Tường tận chi tiết đúng không? Đấy, rồi, shousai, tường tận chi tiết, rất là cảm ơn cái phần giải thích rất là tường tận, rất là chi tiết của anh, của chị đúng không? Rồi, con số 1 là meisai. Cũng là cái sự chi tiết, nó thường sẽ sử dụng trong những cái phần tính toán về tiền bạc các thứ trong trong cái gì ạ? Trong cái bảng lương của các bạn có cái từ bảng lương chi tiết đấy mọi người. Là cái từ gì ạ? So kyūsai, kyūyō đúng không? Hay là kyūryō, đúng không? Kyūryō meisai shō. Đấy. Rồi số 2 là sensai. Sensai là cái sự tinh tế, tinh xảo, nói về đồ vật nhá, hoặc nói về cảm xúc của con người thì có thể sử dụng cái từ nhạy cảm. Còn số 4 là gì ạ? Bisai. Bisai là cái gì đấy nó nhỏ, nhỏ li ti thôi. Nhỏ xíu xíu thôi. Câu này là câu trong phần kanji N2 à? Ồ. Rồi câu số 79.
79 chúng ta có gì ạ? Internet が普及した現代では若者のテレビ離れが何？慌ただしい、甚だしい、おびただしい、ばくだくだしいですね。Ở cái thời đại mà mạng Internet nó đã phổ cập, đúng không? Thì cái gì đây? Hàng sang chọn 2, Hana Hadashi, hiện sang 2 là rời bỏ, đúng không? Rời bỏ, Hanare. Hana Hadashi, một cái gì đó nó quá mức bình thường. Quá mức bình thường, đúng không? Kinh khủng. Đấy, cực kỳ kinh khủng. Đó. Thì đang nói về cái việc là mạng Internet nó trở nên phổ biến. Thế nên là cái sự rời bỏ TV của giới trẻ nó là sao? Nó rất là kinh khủng, tức là nó rất là nhiều đó. Được chưa? Cái mức độ của nó kinh khủng nhá. Gần như là kiểu bây giờ mình không xem TV nữa, mình chuyển sang dùng mạng Internet, dùng điện thoại các thứ hết rồi, đúng không? Rồi số 1, Awatadashi là cái việc gì ạ? Bật tối mắt tối mũi lên, đúng không? Còn Obitadashi nói về số lượng cái gì đó là vô cùng nhiều vô kể. Số 4 là Kuda Kudashi thì sao ạ? Kuda Kudashi thì nó sẽ là cái gì đấy, nó rườm rà, nó dài dòng nhá. Hay, ok. Rồi, mình dùng tay nốt câu cuối. Hãy câu số 80 cũng là câu cuối cùng. Chúng ta sẽ có gì ạ? Shiranai hito kara no meru ni nani henshin shita ra dame da yo. Đúng rồi, những người trẻ thì người ta sẽ không xem TV nhiều nữa, nó rời bỏ cái TV đi, đúng không? Ngày xưa thì không có TV mà xem, mấy nhà đi xem toàn đi xem TV nhờ. Số 1 là gì ạ? Akarumi ni. Số 2 là muyami ni. Số 3 là chinami ni. Số 4 là uyamuya ni. Chúng ta sẽ chọn được đáp án số mấy ạ? Không thấy chữ Hán là bắt đầu lại lâm vào khó khăn, đúng không? Quốc sản chọn 1 ạ. Akarumi. Tiết sang chọn 2, Muyami ni. Câu này không biết mình chọn vừa đây. Không biết mình chọn vừa. Phương châm của chúng ta là gì? Đúng không? Lại trừ chọn được 2, đúng không? Đấy, 2 là vô ý này. Thà chọn bừa còn hơn bỏ sót, nên là cố gắng chọn bừa nhá, số nào đẹp thì chọn. Đấy. Câu này không chắc chắn à? Rồi, ok. Chọn nhắm mắt là 2. Rồi, đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 2 nhá. Muyami ni là thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ. Đó. Tức là nếu mà chúng ta trả lời một cách thiếu thận trọng đối với những cái email từ người lạ ấy, thì dame da yo, ý là không được đâu. Cẩn thận bị lừa ấy, đúng không? Rồi, ok. Akarumi. Akarumi là ánh sáng nhá. Akarumi. Số 3 là chinami ni là nhân tiện thì rõ rồi này. Còn uyamuya thì là gì ạ? Uyamuya sẽ là làm gì đó một cách không rõ ràng, mập mờ, đúng không nào? Không rõ ràng, mập mờ. Ok. Hai. Và buổi hôm nay của chúng ta, buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé mọi người nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong những buổi livestream vào tuần sau. Kaesama desu. Bye bye.